Shopee 15 tháng 11 sale giữa tháng. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quay trở lại với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị, lâu lắm rồi chúng tôi mới trở lại. Xin hãy nhớ chương trình của chúng tôi phát sóng thứ bảy hàng tuần trên sóng VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Thưa quý vị, Lạ Lắm À Nha sau gần 20 số phát sóng mang lại rất là nhiều tiếng cười, những giây phút thư giãn của quý vị xem đài là cái động lực to lớn cho chúng tôi. Thế vì vậy, tại sao chúng tôi lại không lên sóng trong một thời gian dài vừa rồi? Chúng tôi đã họp lại với tất cả các anh chị em trong ekip và chúng tôi đã hạ bức tường xuống. Sau đó chúng tôi cùng nhau gia cố lại để những người chơi khó mà phá vỡ bằng cách làm nội dung và thủ thuật để chúng tôi đánh lừa, đánh lạc hướng người chơi để cái nhiệm vụ đi tìm cái nhân vật bí ẩn càng trở nên khó khăn hơn. Thưa quý vị thân mến, mùa này chúng tôi sẽ có những tập đặc biệt. Chúng tôi sẽ mời lại những người đỉnh nhất, tức là hát hay nhất, được nhiều người yêu thích nhất, xui xẻo nhất và ít tiền thưởng nhất, ví dụ như vậy. Và chúng tôi sẽ làm những tập đặc biệt ở đó, sẽ có cách chơi và cách hát khác nhau để mang lại cho quý vị một cái đêm xem chương trình nó khác hơn nhiều so với những đêm như thế này. Đây là giây phút chúng ta đến với nhau bằng những màn song ca đỉnh cao, bằng những cái bài phối mới đỉnh cao và bằng những tình huống gây cười đỉnh cao. Chỉ có một điều không làm được, đó chính là chiếc ghế dành cho MC. Chiếc ghế dành cho MC. Trường Giang là dẫn dắt chương trình, phải bận rộn với người này, bận rộn với người kia, phải qua bên này, phải qua bên kia, phải làm tất cả mọi thứ để chương trình nó vui nhộn. Và chúng ta cần cái điều niềm vui hơn là cần một cái ghế ngồi dành cho MC. Không cần thiết điều đó. Nước mắt đang chảy trong lòng dù nói những điều này. Thực sự là có nhiều bạn khán giả nói: trời ơi, Giang ca không có một ghế ngồi, mười mấy số phát sóng ai cũng ngồi, mình không đứng, thấy thương. Nhiều đó là đủ rồi thưa quý vị, thấy thương là đủ rồi. Và đêm nay tiếp tục như vậy nữa, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị nhiều tình huống bất ngờ, những giọng ca hay, những cặp đôi song ca đỉnh. Thưa quý vị, ba nhân vật ngày hôm nay xuất hiện: cô em gái dễ thương, hát cũng ổn, đóng phim cũng hay, đó là Trương Quỳnh Anh. Lâu quá trời quá đất mới gặp lại. Chào anh. Chào em. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đúng không ạ? Dạ đúng. Cái bộ này là ai may cho mình mà đẹp vậy? À, cái bộ này là của nhà thiết kế. Mình trả lời bình thường thôi, đừng có dạy nó quá tuổi mình đó. Dạ không mà em thấy cũng rất là phù hợp à. Nếu ép thì vẫn chính như thường đó. Dạ. Còn cái bông này là của em chồng. À, sau cái bài hát vừa rồi đó. Dạ. Thì mình có sắp tới có ra bài hát nào nữa không? Hay là có dự án nào không? Dạ hiện tại thì em còn một dự án phim đang dang dở. Sau khi mà em ra cái ca khúc vừa rồi á, thì cái giai điệu sôi động, khán giả nói là em nên hát ballad. Buồn lại đúng không? Dạ. Vì mắt em nó buồn. À. Đã có rất nhiều nghệ sĩ đến đây và không biết người đó là ai, mặc dù mới gặp nhau hôm qua. Em coi chương trình mình ở nhà là em đoán được hết luôn á. Ở nhà là em đoán được hết luôn á. Hay dạ. Thiệt mà. Nếu một ngày nào đó anh đứng anh hát ở trong một cái góc tối, chỉ có nghe tiếng hát mà không thấy mặt, em nhận ra anh không? Em nhận ra. Cuộc tình ngày nào đó trao cho nhau sẽ chỉ còn lại. Bé hay quá. Bộ trời tay. Lâu quá không được đi diễn với mọi người. Chúng em đang tạo tiếng hát đi diễn với nhau. Thì ngày hôm nay không để em bơ vơ, chúng ta sẽ gặp gỡ một cô gái cũng xinh xắn không kém. Quý vị hãy vỗ tay chào đón Trang My. Dạ con chào chú Trường Giang, chào chị Quỳnh Anh, chào em, chào tất cả khán giả của chương trình Lạ Lắm À Nha. Nay ai đẹp ai cũng xinh nha. Hát nghe chơi. À, dạ chú, thôi vậy con hát tại bài. Tại vì chú với chị vừa đóng kịch rồi, giờ tới lượt con hát. Vậy thì con sẽ hát bài hát mới của con, một đoạn của điệp khúc bài Danh Phận. Mời. Bèo giạt mây trôi, người mình thương đã thương ai. Nhật cành hoa rơi, lòng này đau thắt anh ơi.
trôi. Rồi, đó, nhẹ nhàng, dễ thương, dạ. Đó, vừa rồi gần vào bằng đây mà nó mang lại niềm vui, mình chia sẻ được không? Dạ, thật ra thì con thấy là cũng không vui lắm, tại vì con mới dọn ra khỏi nhà. Có nhiều khía cạnh nè. Một là ba má đuổi khỏi nhà là không vui lắm, nhưng mà dọn ra nhà này để mua cái nhà bự hơn là vui à? Dạ không, con dọn ra khỏi nhà là tại vì con phải đi quay rồi gặp gỡ mọi người nhiều, nên là con cũng sợ ảnh hưởng gia đình, con mới quyết định xin ba mẹ là cho con ra ngoài ở tạm. Nói chung là con cũng hoang mang tại vì nào giờ con không có ra ngoài. À, không ở riêng? Dạ không có ở riêng, con ở chung với gia đình thì nào. Từ nhỏ giờ ở với ba mẹ? Dạ đúng. Chưa một lần vấp ngã? Dạ chưa. Hỏi chị Quỳnh Ánh. Ủa ý là sao anh? Ý là anh nói em vấp ngã nhiều quá rồi hả? Ý là chỉ cho bé nó biết cách tự lập để vui em, lên. Dạ em cũng chưa tự lập ạ, em cũng chưa ra đời ạ. Cháu mấy tuổi rồi em? Dạ, đừng nói tới ạ. Anh chỉ cần biết là em chưa ra đời. Em suốt ngày ở trong nhà em không biết gì hết. Lâu quá không được diễn xuất nên. Trời ơi, mấy cái phản ứng đó nó quá lứa tuổi rồi Quỳnh Anh ơi. Mấy em nói một câu bằng vẫn ok đúng không? Dạ ok, nếu chị thấy ok là chị thấy ok. Dạ ok. Đừng ép cháu nó. Nó mới ra đời được mấy ngày, đừng ép cháu nó thôi. Vậy là hai cô gái xinh đẹp này sẽ gặp gỡ một người đàn anh mạnh mẽ, diễn xuất đỉnh cao và hát hay luôn. Xin giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Trung Dung. Chào Trang My với Quỳnh Anh. Chào Trường Giang. Dạ em chào anh. Chúng xin gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Lạ Lắm Mà Nha. Và xin chúc cho mọi người có một sức khỏe thật là tốt. Xin cảm ơn. Sao hôm nay anh lại chọn một bộ đồ nó học sinh như vậy? Thật ra thì lâu lắm rồi không có mặc đồ này. Dạ. Con thấy chú Giang mặc có một bộ từ đầu đến cuối. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra mọi người không chú ý, đây chính là logo của chương trình ạ. Dạ, màu sắc liên quan tới logo ạ. Nhìn giống cây kem quá. Bảy sắc cầu vồng. Anh là cây kem hả? Dạ, nhìn giống. Em được mặc lên người một bộ áo mà có logo của chương trình, còn sự hãnh diện nào hơn? Nên em mới mặc. Chắc chọn anh hát trước quá ha. Được thôi, anh lớn anh đi đầu cũng được, không sao? Mình lớn mình phải nghỉ ngơi. À vậy hả? Okay. Để cho mấy đứa cháu nó ra đời. Dạ. Hai cháu, ai muốn hát trước ạ? Bánh sầu xì không chị? Một, hai, ba. Nhưng mà gái, dạ, biết chương trình quy định là thắng hát trước hay thua hát trước không? Dạ thắng hát sau. Người đầu tiên đó là Trương Quỳnh Anh. Em thấy có tấm hình chụp chung với chị luôn. Hình chụp chung nữa hả? Đúng rồi. Tung tăng trên hè phố ấy. Cái thời mà đi học mà chụp hình chung mỗi. Vậy luôn hả? Hàng xóm của tôi. Ủa, thiệt hả? Ủa mà đâu biết anh ở đâu đâu. Quỳnh Anh không biết anh ở đâu hết á. Thì bởi vì anh nói vậy là hợp lý rồi. Ừ, anh chỉ nói hàng xóm thôi mà. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này. Là lắm ở nhau. Là lắm ở nhau. Là lắm ở nhau. Đây là bức tường sẽ ngăn cách. Có thể là người rất thân quen, nhưng chỉ nghe và bị tác động bởi những người bên dưới, vì họ sắp được xem một clip dàn dựng bởi chương trình và họ sẽ đưa thông tin cho mình, thông tin sai lệch, bởi vì họ muốn mình sai thì họ không bị phạt, còn nếu mình đúng thì họ bị phạt. À dạ. Nên cuộc chơi này mình phải hiểu là ở dưới toàn là địch chứ không phải là bạn bè gì đâu. Đâu, nãy My nói với em là chị cứ hát đi rồi em sẽ gợi ý đúng cho chị mà, đúng không My? Dạ. Còn anh Dũng thì nhìn có vẻ cũng rất là thật thà, dễ thương. Em cứ tin vậy đi. Em cứ tin vậy đi. Cứ sống với niềm tin đó đi. Dạ. Em cứ đặt niềm tin tất cả vào anh. Đúng vậy. Đó. Vấp ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đó. Bài hát được chọn hôm nay là bài hát gì? Anh đánh rơi người yêu này. Anh đánh rơi người yêu này. Dạ. Là cái bài đó là một cái sự, một cái câu đó là một lời trách móc hay gì đó đúng không? Kiểu như là trách yêu á, tự nhiên cái không có đi ngang qua mà không nhìn thấy người ta. Ví dụ nè, đi ngang qua anh thấy em nè, ví dụ nha. Anh đánh rơi người yêu anh nè. Rồi, chúng ta lưu ý là người cuối cùng được giữ vương miện thì là có đặc quyền của vương miện. Điều đó chúng ta sẽ bàn ở cuối chương trình. Thưa quý vị, chúng ta đến với clip nói về nhân vật bí ẩn đầu tiên. Đàm thoại 208. Hạnh phúc của tôi. Ê trời ơi, người quen của chị luôn. 8 năm hạnh phúc. Con trai chờ đợi à.
Anh thấy là rất là thân thiết với chị Quỳnh Anh. Ủa? Ủa? Vậy luôn hả? Có, anh thấy có tấm hình chụp chung với chị luôn. Hình chụp chung nữa hả? Đúng rồi. Mà hình lâu chưa em? Xa xưa. Hơi xưa hả? Dạ đúng rồi. Kiểu như là đóng phim chung hồi hơi lâu lâu. Hơi xưa chút hả? Xíu. Lúc đó em còn tung tăng trên hè phố ấy. Cái thời mà đi học mà chụp hình chung mỗi. Vậy luôn dạ, hả? Rồi đó. Đây là clip được dàn dựng, bỏ nhiều thông tin vào đó cho những người bên dưới bàn luận. Còn có chuyện họ mang tới thông tin thật hay không thật là việc của họ. Không, từ nãy giờ là thật hết đó chị. Thật, tại em thấy cả hai người đều nói kiểu đó mà. Đúng rồi, thật hết mà, đâu có gì đâu. Em cứ hát đi, em nghe giọng là em sẽ đoán được mà. Mà nhiều khi nói thật vậy cũng đoán không ra luôn. Ủa là sao? Ủa nãy em mới nói là rất thân với chị đúng không? Thì tại vì em thấy chụp hình chung nên em đoán vậy. À, dạ. Bây giờ người ta đã có một cái cuộc sống coi như là viên mãn á, ta gọi là viên mãn đúng không? Dạ là đã có gia đình, có con cái rồi. À, trong này là có con trai nè. À, có nhà lầu xe hơi nè. Đó, à, giàu lắm. À, có một, tôi có nghĩa là một người bạn cũ của em, nhưng mà bây giờ cũng đã có gia đình và viên mãn ổn định. Ai biết bạn không bạn? Đâu? Thấy trên clip là bạn của em sao anh biết? Nhà biệt thự đúng không? Có nuôi gà, nuôi heo nữa. Ngờ. Gì biệt thự mà nuôi gà nuôi heo anh? Có hai mấy con gà ở phía sau, có chuồng heo đó mà. Ờ, thấy đi, tắm heo luôn. Trời, con bé mới đã dọn nhà nó chuyện khác liền. Năm 2008 là trên cái hình ảnh nó ghi là đoạt cái giải gì đó, đĩa gì đó. À, CD đàm thoại, 2016 là kết hôn, còn 2019 là có con trai. 2019 có nghĩa là bạn em mà 2019 là có con trai hả? Đúng trời rồi. Khó quá à, trí nhớ em nó dở. Thực ra cái này là những cái thông tin ban đầu thôi, đừng có bận tâm quá. Sau khi mình hát, mình gặp gỡ, mình còn được quyền hỏi người ta nữa mà. Thưa quý vị, nhân vật bí ẩn đầu tiên, xin mời. Thì em đoán là người này là chuyên nghiệp hay không hay là như thế nào em? Là ca sĩ hay diễn viên? Đúng rồi, ca sĩ hay là diễn hay viên? Hay là nghệ sĩ cải lương hay là bên nghệ sĩ cải lương? Em phải phân biệt được, có em nghe em hiểu em đúng khoanh không? Vùng đúng không? Em không, nghĩ không là phải là người ta có hát chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp á. Chị nghe chị đoán thử ơi. Bạn này có chuyên nghiệp không? Em nghe thử đầu tiên. Em đó. Nghĩ là bạn này cũng kiểu là diễn viên, biết hát, hát cũng hơi hay hay nhưng mà để phải chuyên nghiệp. Phải nên nhớ rằng không bao giờ nhân vật bí ẩn của chúng tôi hát thật lòng hết. Ủa hát thật lòng chơi gì nữa anh? Đúng có rồi. Giả giọng đúng không? Người ta hát lơi lơi á. À. Thôi em thấy hát lơi lắm luôn á, không thèm hát luôn. Hát thiệt. Em biết sao? Có một cái manh mối gì không? Có manh mối gì không? Em thì em nghĩ cũng là một trong những gọi là giống như diễn viên nam mà đóng chung. Thôi em giấu cho riêng em biết, từ từ bình tĩnh. Em đoán là vậy thôi à. Bình tĩnh, đừng nói ra bởi vì nó sai thì nó sai từ đầu nó uổng lắm, để khúc cuối sai luôn. Sai từ đầu nó uổng lắm, để khúc cuối sai luôn. Thưa quý vị, là em phát hiện một điều nha. Lúc mà nhân vật bí ẩn của chúng tôi ra là trước khi hát cái là giang mi gì nè. Cứ thế ta vội vàng ngang qua. Làm như thân lắm á. Mà có biết ai đó? Dạ không biết.
Hãy nhìn vào biểu cảm của hai người ngồi dưới thì em biết họ đang thật với cái nhân vật này hay là họ đang diễn xuất. Wow, wow, wow. Bây giờ mời nhân vật bí ẩn mở mặt nạ. 2, 3. Hàng xóm của tôi. Ủa, thiệt hả? Ủa mà đâu biết anh ở đâu đâu. Anh không biết anh ở đâu hết á. Thì bởi vì anh nói vậy là hợp lý rồi. Ừ, anh chỉ nói hàng xóm thôi mà. Trời, hai hàng xóm ơi. Đây thông tin thật nè. Hàng xóm chú Bảy nhà. Đúng rồi. Anh có bọn chú thứ Bảy ở kế bên nhà người này. Anh nói cái gì cho em có manh mối chút đi anh. Sao ở nhà em không có nhìn nhưng mà em vẫn khoanh được, mà ở đây em không khoanh được. Em tức ghê. Nếu người này mà em không đoán được thì nói thiệt với em á, mặt mũi nào ra đường gặp thiên hạ. Ghê vậy. Người này thân với em không? Thân mới chụp hình chung đó chị. Lúc đầu có cái hình chụp chung đó. Thân không thì hình nhiều chung. Khi người ta lại xin chụp hình thì mình vẫn cho chứ. What? Nhiều khi người ta lại xin chụp hình thì mình vẫn cho chứ. Trời ơi trời ơi. Em nói gì vậy? Thì đúng rồi, mình là nghệ sĩ mà. Kiểu như người ta, ủa, lại phải nghệ sĩ hả? Thì ý mình nói là mình chụp rất nhiều người. Kiểu như đóng phim chung thì... Thật ra thì cái bạn này đúng là ngày xưa là vô nghề sau cô này rồi xin chụp hình mà chắc có thể có. Tại vì cái kiểu là chụp hình, thí dụ như Giang hiểu không? Có nghĩa là mình giống như là đó, thần tượng là... Thí dụ anh là người nổi tiếng đi, em là dạ, dạ. Đó, vậy nè. Đó. Đó, đúng rồi. Còn... kiểu mà người ta không cần phải xin luôn anh. Nhưng mà anh nhớ em không? Anh nhớ em không? Anh nhớ em. Dạ, bên đây mà... anh nhớ bên đây. Nhưng mà còn người tấm hình là Quỳnh Anh đứng rất là giống như ngôi sao, còn bạn kia là đứng như nè, đó. Đó, kiểu giống như xin chụp hình. Đó, như xin chụp hình. Đúng rồi, đúng kiểu rồi. Như xin chụp hình, em đang nói cái từ gì vậy? Trời, anh đang cười rất là tươi luôn. Dễ thương lắm. Cười rất là tươi. Nhưng mà chắc là đau trong lòng á, tại vì chị chưa nhận ra. Bây giờ vậy, dù anh biết rằng cái việc sắp làm đây là nó dư thừa nhưng vậy vẫn phải làm, bởi vì làm xong em cũng nói sai à. Mời nói chuyện với nhân vật bí ẩn. Alo nè. Ôi trời, giọng thiếu nhi dữ vậy. Thì đó, xin chụp hình với em mà, lúc đó nhỏ xíu à. Anh ơi, gì mà anh dữ vậy? Gì mà anh dữ vậy? Là em hả? Là nhỏ hơn em hay lớn hơn em? Mình xin bạn đi. Mình xin bạn đi. Bạn đóng phim chung với mình cách đây bao lâu rồi? Mình với bạn đâu có bao giờ đóng phim chung với nhau đâu. Vậy là chụp hình ở đâu? Vậy là chụp hình ở đâu? Tấm hình từ đâu ra? Vậy là phim trường loại. Vậy bạn xin chụp hình với mình hay là mình tình nguyện chụp hình với bạn? Tình nguyện. Em phải hỏi ngược là bạn xin chụp hình với mình hay là mình xin chụp hình với bạn? Không, mình không có xin chụp hình với bạn đâu. Mình ít xin chụp hình lắm. Bạn ơi, mình cũng vậy á. Mình cũng có thớ lắm, mình đâu có xin chụp hình với ai. Xong rồi. Vậy là khả năng tấm hình này là trong một chương trình nào đó, chứ ai mà xin chụp hình. Bạn ơi, hỏi đi. Bạn có gia đình năm bao nhiêu? Sinh ra trên đời mình đã có một gia đình. Đúng rồi, ba mẹ tao phải gia đình hả? Ý là gia đình riêng á, vợ con đồ này nọ. Bạn biết chi vậy? Mình có đi dự đám cưới của bạn không? Mình đâu có mời đâu. Mình đâu có mời đâu. Thiệt tình luôn á. Bây giờ hả? Một mực là người ta xin chữ ký tôi, cuối cùng đám cưới người ta đâu có mời. Thiệt chưa nổi đâu. Anh thấy em hoang mang. Không anh, cái này có thể là người ta nói xạo nữa. Mình đúng, không cũng có tin. Thể nhưng mà vì em không thấy được khuôn mặt bên đây. Nếu nói xạo là mình đâu có mời. Còn bên đây là gì? Ủa có mời đâu. Cũng diễn xuất được mà. Nhưng mà hai đứa mình ở ngoài có là bạn với nhau không? Hay là chỉ làm việc chung thôi? Không mời đám cưới mà bạn gì? Không mời đám cưới sao bạn? Không mời đám cưới nhưng làm bạn. Nhưng mà mình có làm cái dự án gì chung với nhau không? Hay đi diễn gặp nhau không? Đương nhiên có dính dáng với nhau thì chương trình mới mời tới đây. Là quơ là quát mời vô đây làm cái gì? Chứ này mời luôn. Bạn không nhớ bạn gặp mình lúc nào hả? Lúc nào bạn có nhắc mình được không? Nhắc cho bạn nhớ nha. Cái tấm hình đó người ta mời mình với bạn chụp với nhau á. Người ta mời. Mời chứ không có xin nha. À là cho chụp cho một cái dự án nào đó. Dự án nào đó. Đó. Rồi đứng qua bên đây đi.
không có nghe được mà thiệt nghe. Em không được. Có ăn gian đâu mà. Nghe được mà, có loa tà bá không? Anh không nghe. Thì đó là hồi xưa hai đứa mình chụp hình cho một cái bìa báo đó. À, chụp hình báo. Chụp hình bìa báo luôn hả? Vậy là mực tím hay là... Tại vì chụp lem có chụp nhiều bìa lắm. Thì dĩ nhiên em hồi đó là... Rồi mực tím, hoa học trò. Em là tuổi mộng sứ mơ mà hồi đó em chụp hình dữ lắm. Giờ sao ta, bạn nào? Cái thời của em mà hot boy là có ai thì dễ quá. Nè, có cái chi tiết hồi nãy á, là nam nữ sinh ngồi ở trên cái đồi á. Chị nhớ cái thời xưa là có khi nào... Có chiếc xe đạp nữa. Đúng rồi, có chiếc xe đạp nữa. Thì lúc đó là chị có quay cái gì hay là chụp nè, hình gì lúc đó? Có hai người ngồi trên một cái ghế đá trên cái đồi màu xanh, cái nhạc lên. Rồi xong luôn, MC tự tiết lộ luôn. Cái đồi. Rồi đó, xong rồi đó. Còn đồi trống trống, bạn... Bạn hồi xưa của mình đúng không? Ủa ai biết? Thôi, cho một cái tên đi ạ. Nếu mà về ca sĩ thì em nghĩ em chỉ nghĩ được Huy thôi. Tại vì bạn hồi xưa thì chỉ có nhiêu đó. Còn nếu mà diễn viên á, mà đóng phim chung với em á, thì có anh Lương Thế Thành nè, anh Huỳnh Đông. Thôi, mời đoán đi ạ. Thôi, cái này mình cũng chia sẻ thiệt với bạn là đó giờ mình tham gia cũng nhiều cuộc thi âm nhạc rồi. Có giải quán quân, á quân đầy đủ luôn. Quá nhiều thông tin rồi, thậm chí bên đây đã nói tường tận. Cuộc vậy thi mà âm nhạc kìa. Cho một cái tên đi ạ. Lương Thế Thành. Vẫn là Lương Thế Thành. Thế Thành. Chốt lại, quyết định chọn là Lương Thế Thành. Âm nhạc. Bây giờ mà nghe thật mà không biết nữa thôi. Đừng ai biết ngày mai thế nào, hay hôm nay gặp ai ra sao. Trời ơi, với là ai trời. Tin và tình yêu từ tình cờ thấy nhau trên đường đời. Dự báo nào hôm nay có mưa, chẳng biết em có người yêu hay chưa. Để đón đưa từng ngày, nhớ mong từng ngày, để ta tin yêu từ phút giây này đây. Và thế là em đã biết nhớ thương, từng chút ngại ngùng vì đó vẫn vương. Em tên là gì thế cho anh làm quen nhé, mong sao ta cùng chung lối về. Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau, chẳng thấy xa lại về giữa chúng ta. Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau. Thì đổ mồ hôi hết trơn cái mặt em à. Ủa chương trình thiệt á. Anh Giang biết sao, ở trong hậu trường á, mọi người nói tại sao là lựa chọn Nam Cường hát với Quyền Anh, bởi vì gần quá. Đúng, quá dễ tìm hiểu. Ai về ra đây. Trương Quyền Anh đã đoán không được Nam Cường. Mà đau buồn vậy nè, cả hai đứa từng là có chung quản lý truyền thông. Trời ơi. Mà trong cái live show của anh Nam Cường là anh Nam Cường có mời em hát. Trời ơi. Mà đã hát chung với nhau rồi. Trời ơi. Đi thu âm chung với nhau luôn rồi. Trời ơi. Đứng qua đây, xoay hướng về hướng Đông Bắc. Một lời xin lỗi chân thành thốt ra từ đáy con tim. Con xin lỗi anh, mà mốt không dám nữa. Con xin lỗi anh. Thiệt luôn á, em tức giả mang luôn á. Thôi, lỡ rồi, sai thì đã sai rồi.
phạt. Ủa gì? Ủa tôi nói là sai, lỡ sai là thôi chứ anh. Trong 30 giây dùng miệng tìm một tấm ảnh trong đĩa bột. Wow. Trời ơi, chết rồi, cái mặt em nó mấy ngày luôn. 3, 2, 1, tìm đi ạ. Yeah, yeah. Đúng rồi. Quá dễ thương luôn á. Thấy rồi. Lấy cái miệng lên. Có đây chị ơi. Có chưa, làm lại. Đây là hình của tôi, nhưng mà yêu cầu của chương trình là hãy dùng miệng tìm tấm hình cuối cùng. Thôi ác quá. Bây giờ nói chung là mình phạt rồi, giờ mình đã thua rồi. Bây giờ mình muốn ai chơi tiếp? Cho em một cơ hội để lựa chọn người chơi tiếp theo á. Anh... Hả? Anh muốn chơi nữa không? Nãy chưa có chơi đâu mình nữa. Chơi đâu nữa. Bây giờ sao nè, nói lại nè. Anh muốn chơi sâu tiếp em không? Sâu tiếp em cứ chọn đi. Em cứ chọn thoải mái. Ừ, anh muốn chơi sâu tiếp em không là sao? Nói lại nè. Bé, tỉnh táo lên nè. Thôi. Nói lại cho anh gì hiểu nè. Anh ơi, rồi sao nữa? Anh... anh muốn mở màn chơi lại sao em không? Ủa nó đúng thì luôn hả? Ừ, mở màn là chơi lại đó. Anh ơi, anh muốn mở màn. Mở màn là đầu tiên rồi. Anh ơi, anh muốn chơi sâu. Anh muốn hát sau em không? Vâng, như vậy là người kế tiếp đó chính là Trang My. Lá xa lìa cành. Sao nó báo hiệu một tương lai ảm đạm ta? Con mong là nó sẽ kết quả hạnh phúc hơn chị chúng mình ăn. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, ngày em đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Shopee 15 tháng 11 sale giữa tháng. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cuộc đời của chúng ta nên đừng đi vào những vết xe đổ. Vết xe tải vừa rồi quá lớn. Vậy thì sẽ đi về đâu đây chú? Đi về đâu là do con tự lựa chọn. Bài hát được chọn là bài hát gì con? Dạ con sẽ hát bài Lá xa lìa cành. Lá xa lìa cành. Lá xa lìa cành. Lá xa lìa cành. Bài Lá xa lìa cành. Sao nó báo hiệu một tương lai ảm đạm ta? Cái bài đó sao nó nghe có vẻ nó không hạnh phúc lắm. Con mong là nó sẽ kết quả hạnh phúc hơn chị chúng mình ăn. Thôi mời clip đi ạ, em mệt mỏi quá. Hội thi bé vui bé khỏe top 60 nha. Chiếu bé ngoan. Wow, sao quá. Wow. Sao anh chị? Thấy cái u cái... U 60. Hội thi bé khỏe bé ngoan. U 60. Mà của U 60. Vậy là lớn hơn em nhiều lắm. Ủa top mà chứ u đâu. Ủa top 60 mà. Top hả? Top. Hả? Có thấy một cái chi tiết mà kiểu như là ảo thuật gì á. Đúng không? Nấu ăn cái gì á phải không? Đâu cho nước cam vô ly là uống cái hết gì đó. Uống cái hết rồi bạn. Ủa là cái người đó biết ảo thuật. Là người đó biết ảo thuật. Rồi thấy cũng có nhảy nhót. Nhảy nhót vậy nè. Đó. Vừa nhảy giống như dancer vậy, xong rồi cái miệng cũng nhép nhép giống như là có hát vậy đó. Xong rồi cái đoạn cuối á là được phát cho một cái phiếu ghi là phiếu bé ngoan. Nhưng mà mặt bạn đó không có vui, không thích cái phiếu đó sao á. Vậy là người lớn mà nói là bé ngoan nên không thích. Đi thi lộn cuộc thi. Giờ cho hát luôn được không? Hát trước đi. Dạ chắc hát đi chứ con nhiều nói. Nhiều khi mình hát xong mình nghe cái giọng mình đoán được. Đúng đó. Rồi. Mời nhân vật bí ẩn thứ hai. Thank you.
rơi tâm trí rối nhớ về một người Hà Nam xa xôi. Chúng ta quen nhau cũng lâu lắm rồi, thế sao hôm nay nước mắt lại rơi? Hôm nay chia tay mưa rơi rất nhiều, hôm nay chia tay mưa rơi rất nhiều. Nhói đâu còn tim nào ai thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc quá dài, đắng cay chỉ trong giây phút là sao. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, ngày em đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ người thường hóa người dưng, dần khoảng cách không có điểm dừng. Giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh, tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh. Anh không còn quyền lựa chọn đâu em. Em muốn xa anh như lá xa lìa cành. Quá dễ hả Cường nhỉ? Quá dễ. Quỳnh Anh biết chưa? Biết. Anh biết chưa anh Dũng? Không. Hiệp sĩ mũ rơm. Thật ra là em nghe cái giọng thì rất là khỏe, rất là chắc luôn. Nhưng mà tại vì cũng có rất là nhiều diễn viên hài nhưng mà hát cũng rất là hay. Ví dụ? Dạ. Ví dụ nhưng ai? Mà... ví dụ diễn viên hài hát hay? Anh Trường Giang. Không phải tôi. Không phải chú ơi. Nhỏ nó cười là biết rồi, biết anh Trường Giang hát sao rồi. Anh Trường Giang. Không phải chú ơi. Nó cười gì đây? Cái cười tự nhiên nó cười. Không, bây giờ chị hỏi em nè, là cái bài Lá Xa Lìa Cành này là bản gốc là ai hát em biết không? Bài của anh Lê Bảo Bình. Lê Bảo Bình, nghe giọng giống bên Lê Bảo Bình không? Giống không? Ủa mà không lẽ dễ vậy sao? Không lẽ chương trình dễ vậy sao? Quay trở lại cái vụ mà ca sĩ rồi diễn viên đi. Cái giọng hát đi. Nhưng mà khoan, nhưng mà cũng có thể là nhái giọng nữa. Chứ em nghĩ là chương trình không thể nào dễ như vậy được, đúng không? Đúng rồi. Đang ở là khía cạnh chuyên nghiệp. Con thấy là hát hay. Hát hay. Dạ, đúng rồi, hát hay. Ca sĩ hay là diễn viên? Nhưng mà mới nãy chị Quỳnh Anh nói là biết diễn hài hả? Có nghĩa là diễn hài rất hay, có nhiều tài lẻ nữa. Chờ chút xíu đi. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời nhân vật bí ẩn thứ hai sẽ cởi chiếc bên nạ ra và tất cả chúng ta cùng biết người đó là ai. Và mọi thông tin đến với nhỏ cháu của tôi, một trang giấy trắng, không biết sẽ đi về đâu. Xin mời nhân vật bí ẩn. Wow. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Chào con. Không nhận nha, chú này lớn mà cái giọng vẫn trẻ hoài ha. Không, nhìn hôm nay chú trẻ. Hả? Bạn hôm nay nhìn chú trẻ. Chú ở tuổi anh hả? Chú ơi. Chú nghe con. Chú có từng đi quay hoặc là đi hát gì chung với con chưa chú? Có gặp con ngoài đời chưa chú? Chú đi hát với con mấy lần rồi. Ồ, thấy chưa? Là trong chương trình hả? Ồ. Quá dễ rồi. Là tham gia chương trình hay là đi show bình thường thôi chú? Show tham gia chương trình. Sao chú ngập ngừng vậy? Gì đó. Sao chú không nhớ hả? Sao chú ngập ngừng? Không, bây giờ chú mới nhớ. Ở đâu chú? Ở đâu vậy chú? Chú nhớ ở đâu không? Giờ chú không nhớ nữa. Ý chú không nhớ là không phải là chú ơi. Nhưng nhiều khi không phải lừa. Ủa em phải tỉnh táo chứ, chẳng lẽ tao nói cái địa điểm mà em biết hết làm sao? Đúng không? Mà vấn đề là bà chưa biết gì hết, bà làm cho bà tìm kết quả đấy. Không phải chứ. Không phải, biết sao? Con lại bỏ được một cái đó rồi á. Một nhân vật. Giống như là con lại bỏ được một cái là không có đi diễn chung với con. À không đi. Đúng rồi, con lại bỏ được. Chú có chụp hình với con luôn. Đó là cái vụ chụp hình, cái vụ ghét vậy, sợ cái vụ chụp hình. Chú hát dòng nhạc gì chú? Chú hát là Bolero con ơi. Chú cỡ 40 tuổi. 40 tuổi à? Chú trong một nhóm ca. Nhóm ca, ca và bạn trẻ. Dòng nhạc Bolero. Thì anh Minh Luân. Nhưng mà anh Minh Luân tại vì anh Minh Luân con có hát chung. Mình ngẫm lại cái giọng một chút xíu. Bạn Minh Luân với bạn này đâu có giống, cái giọng đâu có giống nhau đâu.
Thật ra là ban đầu là con nghe cái giọng là con thấy giọng khỏe, giọng tốt, giọng quen. Quen. Đã và... nghe nhiều rồi. Và thấy giống anh. Giống như mọi người nói hồi nãy là con cũng thấy giống anh Lê Bảo Bình thiệt. Nói nếu như mà cái giọng bolero là phải có cái liếng lấy riêng của bolero. Đã nói là người ta không hát giọng thật. Nói chung bé vẫn tin là đây là Lê Bảo Bình. Dạ con nghĩ là anh Lê Bảo Bình tại vì Giỏi, lần đầu tiên cho game show thấy giỏi. Đúng rồi chú. Sao hồi hộp quá vậy? Rơi rất nhiều nhói đau còn tìm nào ai thấu hiểu bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đắng cay chỉ trong giây phút là sao người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất ngày ta đã đánh mất tất cả trong tựa như những chiếc lá úa trên cành cây xanh anh không còn quyền lựa chọn đâu em muốn xa anh như lá xa lìa cành người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu từ người thường hóa người dưng dần khoảng cách không có điểm dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tựa như những chiếc lá héo khô trên cành cây xanh anh không còn quyền lựa chọn đâu em muốn xa anh như lá xa lìa chương trình mà có không nhớ tại vì nghe cái giọng ngon lắm em xin lỗi anh Trang My đã không tìm được Hồ Hoàng Hiệu mà có phải bây giờ là thật lòng Cường nè cất giọng là biết Hồ Hiệu liền đúng không biết liền luôn hai câu là biết rồi anh là có hai chữ thôi đó cất giọng là biết Hồ Hiệu liền đúng không biết liền luôn hai câu là biết rồi anh là có hai chữ thôi đó giọng Hiếu đặc trưng quá mà đúng rồi tức là hồi đó chị có nghe nhạc Hồ Hiếu không chắc không nghe hả không dạ có chứ tại vì có tham gia chương trình chung với anh Hiếu luôn dạ rồi, hồi xưa có tham gia một chương trình nhạc hội song ca dạ đúng rồi lần đó là mấy anh em đi qua Hàn Quốc luôn qua tới tận Hàn Quốc luôn mà dạ. không nghe nhạc của nhau luôn dạ không có nghe nhưng mà không ví dụ nghe nhạc chị có Hồ Hiếu bài gì ngoại trừ Mướm Xuân để con nhớ lại nhiều lắm ảnh có nhiều bài hết lắm nhiều bài lắm mà mình không nhớ bài nào dạ tại vì nhiều khi con hát xong rồi con không nhớ lời nhớ cái tựa bài hát á bây giờ nhớ anh này là Hồ Hiếu không dạ nhớ chứ tại vì có lần á là ảnh mua son cho chị Bảo Anh xong cái là con có lần á là ảnh mua son cho chị Bảo Anh xong cái là con chỉ cần nhớ bên đây thôi nhớ tới người không, kia chứ không phải mua son cho bạn xong rồi bạn nào
bạn của anh Hiếu. Ai là ai? Xong thì anh mới hỏi con là cái loại son đó là như thế nào thì con có chỉ. Để mua tặng bạn đó. Dạ, để mua tặng bạn. Tặng ai? Tặng người yêu. Người yêu của Hiếu là Bảo Anh hồi xưa đó. Dạ chú. Hồi xưa thì cũng có đợt em đi mua son đó mà em không rành. Dạ. Nhờ tư vấn đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. Chuyện vậy mà nhớ, trong khi đó giọng hát thì không nhớ. Để xem hình phạt sẽ là gì đây. Trời ơi. Hôm nay có quá nhiều người. Câu 5 con cá bằng mũ, vừa câu cá vừa hát. Nếu sai từ đâu, hát lại từ đầu. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu nhau con tim đậm ủa sâu. Ủa mà con là nhà quận mấy? Nhà tên mau. Mì. Khi bên nhau em hay cố sâu. Đây. Ngừng ở đâu hát lại từ đầu. Tại sao phải trả lời? Thay vì hát trả lời thời gian. Xin trả lời thời gian lại đó, hai chú phái này đó. Dạ. Nhớ lời em, nhớ lời em. Dạ, nhớ, nhớ, nhớ. Nhớ, nhớ. Hai, ba, vô. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày sinh đó đã thường chẳng có mất rồi. Ngày sinh đó theo nó sắp dính. Ê! Nó sắp dính. Ê! Trời chú ơi! Chú không tác động gì luôn á. Vì sao con thấy nó sắp dính vô cái mỏ con cá rồi con tức quá. Thì dính thì gấp không biết. Nói chuyện chi. Con quên chú ơi. Rồi xin trả lại thời gian. Chú ơi. Chương trình đang xin con trả lại thời gian cho chương trình đó. Hai ba vô. Xin. Xin trả lại. Nó xin phải 4-5 lần rồi. Thời gian đó thời gian qua mất rồi. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi hãng nó tự ngưỡng chuyện về quá khứ. Ngồi viết tâm. Ủa mới ngừng lời làm lại. Con mới ngừng nó, chú nhắc con ngừng nó. Thôi nước mắt luôn, chưa dính một con luôn. Thôi giờ quy định ba con đi. Hạ xuống còn ba con. Bông lê sao bằng bông lụa ơi bạn ơi. Là đuôi à đưa nè. Đưa nè. Bông rồi lại mây bông. Là đuôi à đưa nè. Bông rồi lại mây bông. Một con. Hai bay xinh xinh. Đúng rồi. Cá vàng bơi trong bể nước. Bể nước. Bơi lên lật xuống. Cá vàng múa tung. Sai nha, sai nha. Sai nha, sai nha. Hát cá vàng mà gấp cá đỏ nha. Sai nha. Thôi được rồi, vỗ tay cho bé nào. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, đến thời điểm này thì chưa ai giành được cái vương miện. Khả năng cuối cùng nó sẽ thuộc về ai ạ? À? Mời anh Trung Dũng đi ạ. Hôm nay ba bài nó đều sao đó. Bài thì anh đánh rơi người yêu, bài thì lá xa lìa cành, còn bài thì chơi trò chơi muốn người ta nói thật mà tôi xin người cứ gian vô. Tôi xin người gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. Là Lâm ở nhà. Là Lâm ở nhà. Là Lâm ở nhà. Thưa quý vị, đây là anh Trung Dũng, là đàn anh của tất cả chúng ta. Hai đứa em nó đã thua một cách đầy thuyết phục. Thằng anh nó cũng y chang vậy thôi. Không sao đâu, cố lên anh, để em sẽ hỗ trợ em anh. Em tin anh. Cố lên. Anh không tin em. Không tin em. Không tin em. Anh sẽ không nghe ai hết. Lắng nghe con tim mình. Lắng nghe con tim mình. Và cảm nhận được cái người bên cạnh. Anh chọn bài hát nào? Kiếp đam mê. Kiếp đam mê. Dạ. Yeah. Hôm nay ba bài nó đều sao, nó phả. Bài thì anh đánh rơi người yêu, bài thì lá xa lìa cành, còn bài thì chơi trò chơi muốn người ta nói thật mà tôi xin người cứ gian vô. Ngay bây giờ là clip của chương trình dành cho nhân vật bí ẩn cuối cùng. Hãy cho biết đây là ai. Tiếng hát truyền cảm nha. Năm nào thì chúng ta chọn con số. Tên thật 4 chữ, nghệ danh 2 chữ. Em thì thấy cái gối dưới cái mặt cười mà không biết là nó là cái gì. Cái gối dưới mặt cười là sao em? Cái đó là đi ngủ á. Là có sở thích là đi ngủ à. Nhưng mà là thấy hình ảnh nữ nha anh. Nữ, hình như cô nữ. Này là ngủ nhiều. Ờ ngủ nhiều. Giọng hát truyền cảm anh.
giọng hát truyền cảm nhưng mà chạy cái số 5 ra liên tục luôn. Tại vì nghe tụi em nói hồi nãy là tên thì 4 chữ mà nghệ danh thì 2 chữ. Đúng rồi, dạ, tên thật là có 4 chữ. Mà thực ra thì anh cũng không biết nghệ danh, người ta cũng không biết tên thật người ta luôn. Có một cái miếng kính bị vỡ nữa anh. À không, hình như cái đó là mở màn qua cái khác á chị. Không, miếng kính bị vỡ kiểu như là chỉ có một cái sự đổ vỡ gì ở trong cuộc đời chị á. À, với cái người phụ nữ đó. Dạ. Tiếng hát truyền tiếng hát truyền cảm hả? Đúng, tiếng hát rất truyền cảm. Hiện ra mấy cái năm là 2004, 1996, 2007. Rồi, thưa quý vị, nhân vật bí ẩn cuối cùng mời xuất hiện. Tôi còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới, xin xa từ ngày tháng sông trời đôi tay này vẫn chờ mong, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắng lắng đông tôi yêu người bằng chờ đó luôn con, không than vãn và không trách oan cho tôi tròn một kiếp đam mê. Tôi ước mơ em bỏ cuộc vui trở về căn phòng này đơn côi, bởi em dù nỗi đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lỡ đôi là thời gian cũng như ngừng cho. Hương yêu này người hãy nhận lấy, hôn tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say bao khốn khó phút bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai sẽ bay thân tôi không dài. Hồn trắng tình trong tôi vẫn cứ đợi mong. Hết. Dạ sẽ gian dối. Ok, anh xin gian dối thì em sẽ gian dối. Hay à. Một giọng nữ. Dạ đúng rồi. Dày và hay. Một ca sĩ rất là chuyên nghiệp, giống như cái kiểu mà giống như ngày xưa, giống như là Hồng Ngọc vậy. À bây giờ thì có là Giang Hồng Ngọc rồi, có Phương Thanh thì thôi không nói rồi, Phương Thanh là đàn chị cao hơn. Anh nghe anh thấy có giống với lại một cái người nào đó đã từng song ca với anh không? À song ca hả? Song ca với anh á thì anh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, anh không có đi hát thường. Nhưng mà có một người song ca và có một cái người mà anh mới vừa chợt nhớ ra, Cát Tường cũng có một cái giọng rất là dày, giọng dày. Thầy cô ấy có hát với anh một bài là Bản Tình Ca Cho Em năm 1996. Đây có năm 1996. 1996 nè. Hồi nãy có 1996 không? Có. Thực ra nếu mà Cát Tường á thì Cát Tường sẽ không mặc mấy cái bộ đồ gọi là lộng lẫy hả? Chứ anh nghĩ cho chị sẽ mặc đồ gì? Đồ này lộng lẫy không? Lộng lẫy lắm luôn á anh. Không, nó không quá lộng lẫy. Nó có nguyên một cái quạt bự trên đầu. Đúng rồi. Cái giọng này nghe rất là nghe quen quen lắm nhưng mà không nhớ lắm. Trong bốn tụi em á, nhìn cái chị này tụi em đã đoán được tên chưa? Em đoán cũng sơ sơ. Cũng như giống như nãy Hiếu là em nói là hay, cũng như là mới vừa hát hai chữ thôi là em đoán được rồi đúng không? Em hả? Ừ. Hồi nãy không? Hồi nãy em nói đúng anh rồi, Hiếu là Cường, hát hai câu đúng là rồi, em đúng biết. Rồi. Không, em nghe là chị này là hát y như giọng của chị Hồng Ngọc. Đúng rồi. Hồng Ngọc. Nhưng mà chị Hồng Ngọc đàn ông hơn chút, chị này thì nó giọng mỏng hơn. Thì trước tiên là anh khẳng định cô này là ca sĩ. Dạ. Có biết đi hát nhiều hay không thì anh không biết, nhưng mà chắc chắn là cô này là ca sĩ. Vậy thì bây giờ anh có cái tên nào chưa?
thì bây giờ anh phải hỏi thêm một chút xíu nữa thì anh mới đồng ý. Thưa quý vị, mời nhân vật bây giờ cuối cùng mở mặt nạ, xin mời. Kìa, anh là diễn viên đó, đừng có diễn. Đẹp lắm anh ơi. Hôm nay nhìn chị trẻ ghê luôn á chị. Chị có bao giờ già đâu mà trẻ. Hai em, chào em. Dạ, em chào anh Dũng. Cái giọng Bắc này nó không có chuẩn đâu ha, đừng có giả giọng. Anh biết người Bắc không hay nói vậy đâu. Dạ, em chào anh Dũng. Em chào anh Dũng. Ừ, đúng rồi, vậy đi. Cho vừa lòng anh. Em khỏe không em? Dạ, em cũng khỏe nhẹ. Vậy hả? Mấy hôm nay em có làm gì không? Dạ, mấy hôm nay em ở nhà nấu ăn. Nấu ăn hả? Anh xin lỗi ha, hỏi em là năm nay là em bao nhiêu tuổi rồi? Dưới 40. 40? Dạ, 20. 40 trên 20 hả? Dưới 40 trên 20. À, dưới 40 trên 20. Mình có đóng phim chung không em? Hên xui. À, chúng ta có cùng quê không? Quê anh ở đâu em đâu có biết. Quê anh ở Thừa Thiên Huế. Kệ anh. Kệ anh. Em gái miền Tây. À, em gái miền Tây hả? Em có đi hát chung với anh lần nào chưa? Em có đi tập gym chung với anh. Cái chi tiết thì chắc không có rồi. Tại vì anh được biết là ca sĩ là anh không có quen ca sĩ nào mà đi tập gym chung với anh hết. Anh chỉ thấy... không? Anh chỉ biết có Thảo Trang thôi. Thảo Trang là tập bụng lên 6 múi. Anh biết có tập chung phòng gym với anh. Em một múi. Em tập chung gym với anh trong phòng tập gym. Chị đó hả? Lâu rồi. Lâu rồi. Chị này rất là nổi tiếng. Nói chung là có một cái bài hát song ca rất là nổi tiếng mà đi ăn ngoài đường ai cũng nghe cái bài hát này. Nổi lắm. Ai cũng thuộc hết. Bài hát là lãng mạn. Một trong những bài hát quốc dân luôn. Cái câu đầu tiên thì nghe giống Cát Tường lắm. Nhưng mà thực ra thì cái giọng hát thì cất lên thì nó chưa phải là Cát Tường. Thực ra là anh biết là cái người này không phải là diễn viên chuyên nghiệp đi hát. Anh dám chắc luôn. Đây là ca sĩ. Để em kể cho cuộc đời sự nghiệp của cô ấy. Kể đi anh đi rồi. Năm 1983 tại Sóc Trăng, cô ấy được sinh ra đời, ăn bánh bía và lớn lên làm người. Wow. Rồi sau đó năm 2000 cô ấy lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cô ấy vào một công ty nơi đó có nhiều ca sĩ khác. Rồi sau đó cô ấy đi hát tới giờ luôn hết. Ai nói ta? Cái giọng khàn, cái giọng này chẳng lẽ là Phương Thanh? Em đã có gia đình chưa em? Có rồi. Có con chưa? Có luôn. Nói chung là anh em mình cũng không quen thân đúng không? Không quen thân nhưng mà có biết nhau. Có giao lưu rồi. Có giao lưu nhẹ trong phòng gym. Chưa bao giờ gặp một ca sĩ nào mà trong phòng gym. Anh hãy cho một cái tên nè. Cát Tường. Vẫn là Cát Tường. Mối tình định mệnh ấy vẫn là Cát Tường. Âm nhạc. Tôi xin người cứ gian dối. Khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được thấy đời vui. Khi cơn mưa mùa đông đàn tới, tôi xin người cứ gian dối. Nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Chờ mong con tim này dù lắng lắng đông, tôi là người mỗi miệt oan
không than vãn và không trách oan cho tôi tròn một kiếp đam mê. Tôi muốn mời em bỏ cuộc vui trong đầy căn phòng này đơn côi. Mời em dù nỗi đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lửa đôi là thời gian cũng như ngừng trôi. Hương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say bao khốn khó của tay. Tôi không cần và nghĩ ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, mai ra còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đến tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa. Có đi tập chim gặp Dung đúng không? Nào là Hồng Ngọc, rồi Giang Hồng Ngọc mà không nhắc tới Khánh Ngọc. Cái giọng này tại vì nghe rất là, tại sao nó lội lực lắm? Không, không anh biết không, cái này là rất rất là thông cảm với anh Trung Dũng luôn. Tại vì cái bài này á, là một cái bài hát mà tông nam. Đúng rồi. Cho nên là khi mà em vô là hát nó bị ngọc lòn nó dưới. Ở dưới đó anh hát giọng rất là khó nghe. Em nghe em còn không ra giọng em nữa. Anh Trung Dũng đã không đoán được đây chính là Khánh Ngọc. Là Lâm Á Nhân. Khánh Ngọc ngày xưa rất là nổi tiếng, nhưng mà sau đó Ngọc đi lấy chồng, Ngọc ngưng một thời gian, bỏ cuộc đó, chơi. Bỏ cuộc chơi lâu quá không có ra bài mới thì lấy cái gì mà nghe mà nhớ. Nhưng đúng mà không? Cái vụ tập gym là sao? Tập gym ở quận Tư lâu quá 10 năm rồi. Ngày hôm nay có một điểm trùng hợp là họ biết nhau rất rõ nhưng mà không ai tìm ra ai cả. Hồi nãy hay dễ sợ luôn, anh đoán cái tên gì mà Hồng Ngọc, em cũng có một chữ Hồng. Hồng Thanh. Xong rồi Phương Thanh, em cũng có một chữ Thanh. Tên đầy đủ là? Tên đầy đủ em là Phạm Thị Hồng Thanh. Rồi xong bây giờ lại bị phạt đúng không? Đâu, nhỏ bị phạt. Lớn làm gì? Lớn phạt kiểu khác. Lớn phạt kiểu khác. Ô, gì vậy? Này dễ quá. Cổng một nghệ sĩ bất kỳ đi một vòng trên sân khấu, vừa cổng vừa hát một bài hát mà bạn yêu thích. Bây giờ thì chọn ai? Thôi bây giờ anh không có đoán được chị Ngọc, anh có lỗi với chị Ngọc cho nên bây giờ anh cổng chị đi. Trời ơi, rồi vừa hát hả? Anh hát bài gì anh tùy chọn. Tùy chọn. Bài cổ quá đi. Bây giờ là xong ca luôn. 2, 3, vô. Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Anh Dũng đi theo nhạc. Còn chút thương yêu, xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên. Ơi, đội trẻ lãng mạn quá. Sao lòng vẫn chờ. Nhìn hạnh phúc ghê. Từ lúc anh đi trong rìu cây mến nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Ôi nhìn như anh Dũng mặc váy vậy đó. Bao tố truyền mía ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu, buồn thiệt. Ngó đêm sầu cô liêu. Chưa hết, chưa hết, còn điệp khúc nữa. Một chiều trên đồi
Em lòng thơ. Rồi chị Quảnh. Có biết tương tư và ngua mong dệt theo đàn bên người mơ mới biết mình yêu bao giờ. Thưa quý vị, ngay bây giờ là phần cuối của chương trình Lạ Lắm À Nha. Lạ Lắm À Nha. Quý vị thân mến, đây là phần cuối của chương trình Lạ Lắm À Nha. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn phong bì và ngẫu nhiên chọn nhân vật bí ẩn để có phần thưởng mang về. Nó chỉ là vui thôi, nhưng đôi khi phần thưởng 20 triệu thì nó vui quá lắm. Vui. Có 20 triệu luôn. Sẽ có một phong bì 20 triệu, một phong bì 1 triệu và một phong bì là một phần thưởng nhỏ hoặc là một hình phạt lớn nào đó. Sau khi ba nghệ sĩ của chúng tôi ngẫu nhiên chọn và họ sẽ tự xem và họ biết họ đang có cái gì trong đó. Nếu họ đang có tiền thì họ sẽ nói làm sao cho mọi người nghĩ là họ đã có hình phạt để đừng chọn họ, để tiền của mình họ, để mình lấy được tiền. Ở chương trình ngày hôm nay, cái vương miện của chúng ta không ai chọn nên cái đặc quyền đó chúng ta không tính tới. Các bạn sẽ được chọn, chọn ai cũng được, ba người chọn một người cũng được, hai người chọn một người cũng được, không nhất thiết phải chọn cái người hát với mình. Ví dụ như chọn Hữu Hiếu mà Hữu Hiếu đang có 20 triệu đồng mà ba người cùng chọn hoặc hai người chọn thì cứ chia đều ra. Ví dụ ba người chọn Hiếu là thành bốn người thì chia đều ra mỗi người 5 triệu đồng. Rồi mời chọn ngẫu nhiên ạ. Thì chọn trước đi. Má lấy trước đi. Rồi mời tự xem ạ. Không cảm xúc ạ. Vì cảm xúc người ta sẽ biết. Đừng nhìn anh như thế. Bây giờ chúng ta sẽ có mỗi người một phút để nói về cái phần quà mình đang có trong tay. Hiếu nói trước. Cái này thì thấy trong đây số rất là nhiều. Nhiều lắm anh. Triệu đó. Khánh Ngọc à, trong cái phong bì này thì thấy là ít số mà nhiều chữ. Đừng chọn tôi hay là muốn chọn tôi chọn à. Dễ lắm à, rất là dễ. Nhưng mà mình chỉ nói là cái này là chữ nhiều hơn số. Nam Cường à, còn với phong bì của Nam Cường, nếu ai mà chọn thì chúng ta sẽ có một một ngày ấm no hạnh phúc. Một đốn, một cuộc sống ấm no. Ấm no là dạng như là trong vòng 30 giây ăn hết 4 cái bánh chưng. 4 cái bánh chưng. Dạng vậy. Ủa là còn phạt nữa hả? Chứ sao. Cho chọn trước Jamie. Chắc là em nghĩ là nãy giờ em cũng có lỗi với anh Hiếu khi mà em không có chọn đúng ảnh nên là em vẫn chọn anh Hiếu. Nếu như có lỗi người ta thì đừng chọn người ta nữa, lỗi nữa đó. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Nói chung em đã làm lỡ một lần rồi thì đừng lần thứ hai nữa. Để anh yên. Để anh yên. Hình như là ba người phía dưới làm lỡ hết phải không? Đâu ai chọn được đâu phải không? Đúng rồi, làm lỡ hết. Hiếu nói là để anh yên. Không, em vẫn chọn anh. Rồi, vẫn chọn hộ Hiếu. Hồi nãy em nhìn anh Cường. Mà anh Cường kêu là đừng nhìn anh. Không cảm xúc à. Vì cảm xúc người ta sẽ biết. Đừng nhìn anh như thế. Có nghĩa là anh đang muốn em bị chung với anh hay là anh thương em, anh không muốn em bị chung với anh? Tôi đã chọn anh hay không chọn thì anh cũng thương em. Nhưng mà thương thì nó khác. Không thiệt, anh nói thiệt. Bởi vì á, ở trong này á, đảm bảo cho hai chúng ta ấm no. Hai chúng ta ấm no. Ấm no, ok. Ấm no nó có nhiều nghĩa lắm. Hai cái nệm hay gì đó. Hai cái đuôi. Em rất là thương anh Cường. Nhưng mà em cũng rất là thích chị Ngọc. Mời em chọn chị. Chị nhiều chữ lắm, em mời chọn chị. Thôi bây giờ lâu quá em không có gặp chị. Cho nên là hôm nay dù em có bị phạt chúng chị em cũng ok, em chọn chị. Rồi, Đương Anh chọn Khánh Ngọc, còn lại anh Dũng. Thật sự thì Cường nó nuôi ba đứa con, hai đứa con là nó cũng khó khăn. Thôi để nó ăn mình luôn đi, đúng không? Rồi anh chọn. Hiếu thì thấy nhà Hiếu giàu rồi. Hiếu có nhà lầu rồi, có nói chung là Hiếu rất là ok rồi. Có Ngọc thôi. Anh chọn. Thôi dẫn Ngọc đi. Dạ. Như vậy là... là em với anh đều chọn cho Ngọc luôn hả? Sao em muốn rút lui hả? Không, em đang hỏi. Nếu em rút lui thì cho cái quyền rút lui luôn, chọn người khác. Thôi đừng có rút lui, chọn chị đi. Không, chị có này. Cái này vui lắm. Có thể đợi không? Trang My. Tại sao không chọn Hiếu? Không, con chọn Hiếu rồi. Con chọn, vẫn chọn anh Hiếu. Chọn, chứ Quỳnh Anh có thay đổi không ạ? Hãy nghĩ về những hộp sữa của con mà. Kể con không tin là con xui vậy luôn á. Em không thay đổi. Không thay đổi, rồi. Rồi, chốt.
Bây giờ mà Thiệt Nam cười mà cầm 20 triệu chắc tôi nhảy. Tôi Trang My nói rằng là không lẽ em xui tới cỡ đó. Xui thiệt. Hồ Quang Hiếu hát thì cái giọng nó quá dễ biết đi, Trang My vẫn không đoán ra. Và bây giờ khúc cuối Hồ Quang Hiếu nói là để anh yên đi mà vẫn chọn Hồ Quang Hiếu. Muốn phải hình phạt chung anh. À, muốn phạt chung. Và phong bì của Hồ Quang Hiếu có chứa cô thấy trò chơi câu cá hồi nãy sao? Dạ vui. Vui quá trời. Mình đang chơi lại đúng không? Ủa là trò chơi con cá hả chú? Ví dụ vậy. Thôi không lẽ xui dữ chú. Hồ Quang Hiếu giữ 1 triệu đồng. Wow. Mỗi người mang về 500.000 đồng. Đây. Cái vậy? Bây giờ không ai biết cái nào của ai hết. Trộm lòng cháu phụng. Nhưng mà họ biết chứ. Đây là của Cường nè. Đây là của Ngọc nè. Kiểm tra đúng hay không nè. Đúng rồi. Vẫn đúng. Vẫn đúng. Nếu như bây giờ Ngọc đang cầm 20 triệu thì 20 triệu đó sẽ chia làm 3, bởi vì có hai người chọn mình, đó là anh Dũng và Quỳnh Anh. Nếu như 20 triệu nằm ở đây, số tiền này Cường hút hết. Không, của hai đứa con Cường. Dạ. Yeah. Mà nếu bị gì thì ba người bị chung cũng vui. Nếu là hình phạt gì đó thì ba người bị chung. Dạ. Yeah. Anh mới cộng em đúng không? Bây giờ anh cộng thêm này nữa chắc. Dạ, anh cộng hai người. Cộng hai người. À, nãy em mới vừa thấy rồi đó. Em khuyên là còn mấy giây anh nên đổi. Thôi đổi chi em kệ đi thôi. 20 triệu đồng. Oh. 20 triệu đồng. Oh. Nó vui trẻ nhịp kia ha. Ờ, ta vui nãy giờ ta rần rần. Ta vui ở dưới này nửa ngày xong tới khuya bà mới lên bà vui. Đây Nam Cường, phần thưởng của Nam Cường đó chính là ấm no hạnh phúc, một tô bún bò. Một tô bún bò. Ngon, ngon thiệt. Ấm no hạnh phúc đúng mà. Rồi, anh Dũng ngày hôm nay cũng may mắn ha. Với cái lòng kiên định của mình. Đó. Bà là hên nha. Hả không, em ý là em muốn chơi là sao cũng được, cho nó vui thôi. Trời ơi, bây giờ nói vậy hồi nãy, ủa, mời xem là đoạn vừa rồi. Đổi đi, đổi đi. Không, ý là sao cũng được, muốn đổi cũng được. Còn không thì thôi. Trời ơi, vừa cầm 6 triệu mấy nói chuyện vững chắc ghê hả. Quá vui, ngày hôm nay quá vui hả. À, quy định của chương trình là dùng nóng. À, ăn luôn hả? Ăn tại chỗ luôn. Thôi nói chơi thôi, kỳ lắm. Để về nhà thăm lên ăn với các con cho nó vui. Trời ơi, thấy thương rồi, giống như là có tô bún chia nhau cả nhà ăn vậy. Nên là toàn tập thất bại. Nhưng bù lại, cái việc mình thắng ở trong cái game này để làm gì, trong khi đó mình mang lại một chương trình quá vui ngày hôm nay. Đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Yeah. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Lạ Lắm Mà Nha được phát sóng thứ ba hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Và chương trình do Đài Truyền Hình Việt Nam sản xuất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Thanh xuân như dần khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần thất tình, có biết bao buồn vui. Dạ, ngày hôm nay con dâu quốc dân xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả trên đài. Cái anh Giang cũng như bé Dương ạ. Có ai bị ám ảnh với nụ cười của mình chưa? Nhiều lắm anh. Vậy người hả? Ta quen em được ngày ngày đi chơi cái vui quá cái em cứ bỏ luôn. Ồ, anh Trường Giang. Trời ơi. Vậy? Vậy? Lâu quá em mới đi quay á, em thấy mọi thứ nó lạ lắm quá. Ôi sao phim trường mình nắng dữ vậy. Trời ơi, có thật là có bề dày không anh? Có thật là như là nói mới đẻ hôm qua vậy ta.